Xin chào các bạn. Hôm nay Sinh sẽ đưa các bạn đến xã Tràng Cát, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn để tham dự lễ cấp sắc then của người Nùng. Họ sẽ tổ chức lễ cấp sắc then cho một then rất trẻ ở trong này. Xin nghe nói là có khoảng chục bà then sẽ giúp làm lễ. Bên cạnh đó là có khoảng gần chục ông thầy mo, thầy pháp cùng làm lễ nữa. Chắc là lễ sẽ diễn ra rất là thú vị. Đây là con đường đi vào đây. Con đường này không thể đi được ô tô, mà xe máy thì Sinh cũng không dám đi luôn, phải gửi ở tít ngoài kia. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một con suối rất là đẹp đây. Các bạn đi theo Sinh nhé. Đây người ta xây để lấy nước vào ruộng lúa, cho nên là có một cái thác rất đẹp. Cái đường mà Sinh vừa xuống đây. Đây có người đi ra đây. Bà. Đây xem người ta đi phi xuống xuống kìa. Ôi giời ơi, cái đường này đi không phanh. Nước trong vắt, cái này mùa hè tắm thì tuyệt vời các bạn ạ. Trên bên này là đồi núi ngút ngàn đây. Bây giờ Sinh theo cái đường này đi lên nhà bà then nhé. Lúa đang ra hoa đây. Không biết nhà trên này có chó không đây. Đấy, chưa gì đã thấy một con chó gầm gừ rồi. Đấy, ý như rằng ở đây nhà nào cũng nuôi chó. Chào bác nha. Giữ chó cho cháu với nha. Ở đây người ta thôi để xe rất nhiều. Ta gửi xe máy ở đây, chứng tỏ rất nhiều người qua cái đường kia. Em chào chị nha. Chị hôm nay đi hát xi không? Thấy quen lắm rồi nhỉ. Nhà chị đây à? Thế à, nhà đẹp thế. Ở đằng sau đầy quả bưởi kìa. Bưởi với sở. Cây bưởi với cây sở nhỉ. Cây hồi nữa à chị? Vâng. Hôm nay nhà chị nhiều người gửi xe nhỉ. Chị có vào trong kia không? Nào, im nào. Chỗ này là gì? Eo nào, eo. Chị gửi đuổi chó đi, em đi vào trong kia trước nhá. Chị này rất là quen này, hay gặp hát xi ở ngoài chợ này. Hay đi hát xi ở ngoài thành phố lắm nhỉ. Vâng. Chị đang rửa ấm chén à? Vâng. Giữ chó cho chú nhá. Cô nhá. Thằng này tay bị sao đấy? Đi trèo cây bị ngã. À, đi trèo cây bị ngã à? Đi trên kia còn cho chó nữa không? Con à? Thế đi đuổi cho cháu chú với. Đi. Đây có một con nằm giữa đường đây này. Cái này là chuồng trâu phải không? Đi, đi giữ chó cho chú nhá. Chú không quen mà. Đuổi mấy con này về đi, không nó đi cùng nhau, nó hộ nhau đấy. Mướp nhiều thế. Đi, đi đuổi con kia đi. Một con chó to chênh ảnh đang nằm giữa đường kia kìa. Đi, cháu đuổi mấy con này về đi. Đuổi về, lấy cái roi. Đi.
đi về. Nào, chú tắt tay. Đuổi con kia nhá, không cho nó sủa chú nhá. Đi nào. Đây, đã đến nhà rồi. Em chào anh nhá. Hôm nay hát xi không anh? Vâng. Ôi chào các chị. Vâng, toàn người quen. Em chào các bác nhá. Vâng ạ. Vâng. Giờ đến nhà rồi. Ô thế các bà then ở đâu ạ? À? Bà then ở trong buồng. Trong này á? À? Thầy kia à? Thầy á? À, bà Vi ơi. Đến nhà rồi. Các bạn chờ để xem làm lễ nhá. Anh đang vẽ cái gì đây anh? Anh đang vẽ chữ à? Đang viết chữ. Anh cũng làm thầy hay sao ấy? Không. 32 năm rồi, không biết làm sao. Thế à? 32 làm 22 năm kìa. 89. Thế à? Cũng làm thầy luôn. anh trai này hát xi ở ngoài thành phố rất là nhiều đấy. Khoa ra nhà trong này anh có chứ, có biết tay cô không? Có chứ, nhiều lắm rồi đó. Vâng, anh in check chữ đẹp nhỉ. Cháu nhà đâu nhỉ? Em ở ngoài thành phố. Vâng. Chị này tập thấy đây là có mà. Chủ nhà là người nào chị? Chủ nhà đây á. Hôm nay làm lễ là của lễ của chị nhá. Ô thế à? Ừ, mùi toàn người quen. Thân người quen em thấy cháu. Cái kia xong nữa này. Chị mẹ hạt đào. Chữ đẹp thế. Như chữ in ấy nhỉ. Kéo tay ra đấy. Để xuống rồi anh quay. Vâng ạ, vâng ạ. Đây, hôm nay là lễ lẩu then của thầy này nhá. Ô, thầy này cũng hát xi nhiều lắm rồi. Không phải thầy đâu, con trai làm thôi. Con trai á? Ở con trai trong nhà đây. Con trai trong nhà á? Vào trong đi. Vâng. Đi tí nữa về. Vâng. Tí nữa làm hay hay nhá.
các thầy đang giảng bài ăn đấy, ăn tượng trưng đấy, ăn giảm bờ đấy. Một nghi lễ xong buổi lễ hôm nay đấy. Một nghi thức các thầy chỉ mang lên mỗi người thôi. Hôm nay hội tụ rất là đông các thầy, thầy pháp, thầy then. Phía bên kia thì các ông then, bà then đang làm lễ. Phía bên này là các thầy mo, thầy pháp cũng đang làm lễ song song cùng với các bà then luôn. Giải lao là cô? Giải lao ạ. Các thầy ăn xong rồi. Thầy đang làm lễ đây, đây là đang đi đường các bạn. Bây giờ các thầy vẫn mặc trang phục bình thường thôi, chưa mặc lễ phục. Bên này là các cụ đang ngồi nói chuyện này. Các bạn nghe các thầy hát nhá. Đây chắc là Than Nùng. Hiện nay là có 10 ông then bà then à, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 người.
Các thầy đã bắt đầu tiếp tục làm lễ thôi. Không biết đây là lễ gì anh? Đây vẫn đang đi đường. Bên này vẫn là các thầy mo đang làm lễ. Một bên là các thầy mo, một bên là các thầy then đang làm. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là các thầy đang làm lễ cúng pháp sư ở trong nhà này, pháp tổ. Đây là hai bố con nhé các bạn nhé. Hai thầy này đều, hai bố con đều làm thầy. Hai bố con này, ông bố này đi hát si rất là nhiều đấy. Ở Yên Trạch hôm nay đến để hộ làm lễ. Trong kia thì các thầy đang viết chữ, vẽ chữ này. Phía bên này thì các then đang giải lao rồi, tặng giải lao rồi. Đang tặng giải lao đấy. Nghe thấy thầy đọc được. Đây là lúc thằng lúc đi à, phải áo cái hàng thì mang cái ném Mình bấm dính hai bấm này đi ạ.
Mà là cái cây như nào mà được? Thank you.
Làm cái gì này?